khăn ướt nhiệt đới cao cấp Mamami Tropical, ngăn mũi đốt, ngừa hâm da. Rồi. Trở lại công viên, nơi hai bé nhà Phan Hiển phải trải qua một tình huống nguy hiểm đầu đời của mình. Xin chào hai con. Đúng rồi, ba con bảo là không được gặp người lạ, không được gặp người lạ. Ủa thế hả? Đúng là không có được đi theo người. Thế ba con tên gì? Phan Phan Hiển. Ủa, thế mẹ con tên là gì? Wow. Ba bảo là không được gặp người lạ. À, thì chúng ngồi ra dây xa xa một tí nhá. Dạ. À, con tên Anna hả? Chú đừng có bắt tụi con, thì là người lạ rất dữ. Chú gọi điện cho ba mẹ thì con sẽ biết chú là người quen. À, nhưng lúc nãy ba con dặn như nào? Không được gặp người lạ, không được đi theo người lạ. Ở lúc nãy ba con bảo chú mang con ra ngoài đi, ba con đón đấy. Ba chỉ muốn ngồi đây đợi ba về. Không, ba bảo là cho Anna đi ra ngoài kia với chú với con đi không? Ba bị con không cho. Không cho á? Chú chỉ là phải gọi xong ba con mới về. Cháu không có tin gì lạ đâu. Sao vậy? Chú bảo cu Bin này, bố con dặn đấy là mang em ra ngoài xe đấy. Không. Đi với chú một ba, tí à? Ba cái là chú con phải ngồi yên với này không có được đi đâu. Con nhưng bây giờ muộn rồi phải về nhà ấy, thì chú đưa em ra xe trước được không? Không. Xong chú quay lại chú dắt xe cùng anh. Con ra ngồi xe với bố trước xong mà. Chú phải gọi. Chú có biết ba mẹ con ở ba. 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 Sao? Hiểu gì? Vì sao? Rồi. Ba con bảo là không được gặp người lạ. Ba con tên gì? Phan Phan Hiển. Ủa? Ba, ba bị con, ba, ba bị con không cho. Lần sau gặp trường hợp như thế là tuyệt đối không được nhận đồ nha. Và tuyệt đối không được nói chuyện với người ta. Trong những trường hợp như thế thì con phải đi. Ví dụ ba là người lạ đúng không? Thì con phải chạy ra đây con ngồi chứ. Con phải bảo vệ em chứ. Biết chưa? Không có để em chịu như thế. Nhớ chưa? Nhiều khi mình bao bọc con mình kỹ quá. Mình nghĩ là về sau chắc là mình cũng phải trang bị thêm cho bé nhiều kỹ năng hơn nữa. Viettel Media, sản xuất và phát hành.